Mùa giải ngoại hạng Anh 2019-2020 đã đi qua 2/3 chặng đường. Rõ ràng, đây là một mùa giải chứng kiến rất nhiều điều khác thường. Đầu tiên là việc đội bóng đầu bảng đã bỏ xa đội xếp thứ hai đến 22 điểm. Cùng với đó là sự trỗi dậy của những đội bóng không được đánh giá cao, và kèm theo đó là sự sụp đổ của nhiều ông lớn. Những Chelsea, Tottenham, Arsenal và Manchester United đều đã phần nào đánh mất đi hình ảnh của chính mình. Trong số này, Chelsea là may mắn nhất khi họ vẫn trụ trong top 4. Trong khi đó, MU lại đang phải nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Bằng một cách thần kỳ nào đó, đội bóng của Ole Solskjaer chỉ cách vị trí thứ 4 của Chelsea là 6 điểm. Tuy nhiên, với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, chắc chắn sẽ không làm hài lòng giới chủ quản cũng như người hâm mộ của câu lạc bộ. 3 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh, đội bóng của Solskjaer không biết đến mùi thắng trận. Hàng loạt vị trí trên sân của Manchester United đã cho thấy sự rệu rã, mất tinh thần, không chơi với sức chiến đấu cao nhất. Trong khi những trụ cột vẫn đang vật lộn với chấn thương hoặc đánh mất phong độ, thì những cái tên trẻ vẫn chưa thể đáp ứng được kỳ vọng. Với tình hình ngặt nghèo như hiện tại, chắc chắn rằng quỷ đỏ cần phải có sự điều chỉnh trong thời gian còn lại nếu muốn tranh suất dự cúp châu Âu. Xa hơn nữa, mùa hè tới đây có lẽ là một mùa hè đầy biến động tại Old Trafford. Giới chủ quản của câu lạc bộ chắc chắn sẽ có một mùa hè rầm rộ để mang về những tân binh đắt giá nhằm tái thiết lại đội bóng. Chính phó chủ tịch Edward Ward mới đây cũng đã khẳng định sẽ mạnh tay tái thiết lại đội bóng. Cùng với những cái tên mới đến, đội chủ sân Old Trafford chắc chắn sẽ đẩy đi những cái tên không còn nằm trong kế hoạch. Và ngay sau đây, hãy cùng mobile.com.vn xem đâu là những cái tên Manchester United cần bán gấp trong mùa hè này. Theo nguồn tin từ The Sun, hai nạn nhân của David De Gea sẽ rời khỏi Manchester United vào mùa hè tới đây. Trong khi Romero muốn ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn, thì Quỷ Đỏ lại không có ý định sẽ ra hợp đồng với Coren. Xét cho cùng, rời khỏi Old Trafford là một quyết định hoàn toàn hợp lý đối với hai cầu thủ này. Đánh rằng không thể cạnh tranh với David De Gea, họ còn phải đối mặt với ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu găng tay vàng năm nay, Dean Henderson, thủ thành đã được Manchester United trông mộ trong mùa giải năm nay và sẽ sớm quay lại câu lạc bộ trong mùa giải tiếp theo. Về phía Romero, anh là một thủ môn rất chất lượng. Thực tế đã cho thấy cựu ngôi sao của Sampdoria luôn mang đến một sự chắc chắn mỗi khi được ban huấn luyện trao cơ hội bắt chính. Số lần giữ sạch lưới của ngôi sao 32 tuổi là rất nhiều. Nếu so sánh với tỷ lệ giữ sạch lưới trên mỗi trận qua mỗi mùa giải, cầu thủ người Argentina đều tốt hơn David De Gea. Thông tin từ The Express đã cho biết Tottenham đã thật sự quan tâm đến thủ môn của MU, Everton và West Ham cũng sẵn sàng đón Romero theo dạng chuyển nhượng tự do. Một số đội bóng ở La Liga và Serie A cũng quan tâm đến thủ thành 32 tuổi này. Tiếp theo là Jesse Lingard. Cái cách mà huấn luyện viên Ole Solskjaer bố trí cho Bruno Fernandes đã chính ngay trong trận gặp Wolves đã cho thấy niềm tin của ông đối với Lingard đã không còn tồn tại. Tất nhiên, Lingard cũng không giấu riêng ý định sẽ tẩu thoát khỏi Old Trafford khi anh đã bắt tay với siêu cò Mino Raiola. Hiện tại, đã có một số câu lạc bộ tại Serie A đánh tiền mua chiêu mộ tiền vệ người Anh. Với việc trải qua hơn một năm tịt ngòi ở Premier League, có lẽ việc chuyển sang một môi trường bóng đá mới sẽ thích hợp hơn đối với Lingard. Dưới thời của huấn luyện viên Ole Solskjaer, Rojo đã không còn tương lai tại sân Old Trafford. Sự ra đi của anh đã là điều mà nhiều người sớm đoán định, thậm chí chúng ta đã tưởng Marco Rojo sẽ rời Manchester United từ đầu mùa giải này. Dù vậy, trung vệ người Argentina vẫn gắn bó thêm với nửa đỏ thành màn nửa mùa giải nữa trước khi quyết định rút áo ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Ở phiên chợ mùa đông vừa qua, trung vệ Argentina đã trở lại quê nhà để khoác áo Estudiantes. Với việc không kèm theo điều khoản mua đứt trong hợp đồng, có lẽ Estudiantes muốn tận dụng thời gian này để tìm cách định giá Rojo trước khi chính thức giải thoát anh khỏi Manchester United vào cuối mùa. Ai cũng biết, Rojo chỉ là người thừa tại Old Trafford và Quỷ Đỏ còn chuẩn bị chào đón sự trở lại của Chris Smalling vào mùa hè năm nay, người đã thi đấu đầy ấn tượng trong áo của AS Roma. Rõ ràng, việc gia nhập Estudiantes bằng một bản hợp đồng dài hạn là sự lựa chọn tốt nhất dành cho cả Rojo lẫn Manchester United. Alexis Sanchez. Những màn trình diễn của tiền đạo người Chile ở Serie A dường như đã chưa thể thuyết phục được Inter Milan. Gần như rằng chắc chắn anh sẽ trở lại Old Trafford vào cuối mùa giải. Song, theo tập đoàn đã khẳng định, hiện tại MU đã bắt đầu tìm kiếm những bến đỗ tài năng dành cho Sanchez nhằm tông khứ cầu thủ này vào mùa hè năm nay. Dù vậy, với mức lương khổng lồ 400.000 bảng một tuần, nhiều khả năng Quỷ Đỏ sẽ chỉ kiếm một bản hợp đồng cho mượn. Ngoài ra, còn có một số cái tên khác đang dục dịch rời khỏi Old Trafford như Enzo Gomez hay Tahith Chong. Nhưng Manchester United tốt hơn nên tìm cách giữ lại chân của các cầu thủ này. Dù sao thì họ cũng là những sản phẩm thành công nhất của lò đào tạo Carrington trong thời gian gần đây.